tiếp chụp hình với lại thằng lằn đuôi béo. Ăn bú sữa đi con. Trời ơi. Ủa con đâu rồi? Ủa? Nó đậu trên đó rồi. À ok. Con này rồi. Rồi. Để hai con. Ngồi vô cháy vô sữa con ơi. Trời ơi nó chui vô. Ở dòng nó bây giờ, dòng nó. Nó kế tiếp cô Long sẽ thực hiện chụp hình. Ăn đâu giả với mặt giờ chụp hình với thằng lằn đuôi béo. Anh ơi để một con trên tay em cho anh dễ chụp hình. Con màu cam đi. Ê quay lại anh Quang. Quay lại đúng rồi Quang. Đúng rồi. Đó hôm nay thử thách là cụ Long nè. Đó cụ Long trong hình. Nè ai vậy? Lý mặt sầu. Trời ơi. Đó Lý mặt sầu chơi với lại thằng lằn đuôi béo. Lúc đầu giờ em hơi sợ nha. Ờ. Cái từ từ cái quen. Đúng rồi. Cái này nít chơi được. Đúng rồi. Wow. Anh nuôi mấy năm rồi? 2 năm rồi hả? Bỏ giận cho con, không buông ra nha. Buông ra té đi. Giống rồi. Giống rồi. Xả đi yêu ta con có cho bé chơi con thằng lằn đuôi béo sao tự nhiên nắm tay bé vậy? Lại thấy Quang gửi nè, phải nắm tay mới bỏ cái con này. Thôi đi, bỏ thằng lằn là quá nhiên chỉ cần bỏ chơi thôi mà tự nhiên quá nhiên nắm tay. Sao mày để cho quá nhiên nắm tay mà vậy? Ơi, cái móng tay của em, cái móng tay của em. Chúng ngay cái nhũ anh ta bể á, nhũ mới làm 400 á. Thằng lằn đuôi béo mà có tên không? Có tên nha em không? Con này là con gấu. Gấu. Con này là con này con này con gấu. Con này con gấu nè bé sữa. Nè bé sữa nè bé gấu nè. Trời ơi hai bé thằng lằn đuôi béo rất là dễ thương luôn nha. Hôm nay được một anh chủ sở thích nuôi thằng lằn đuôi béo ghé quán qua đấy rủ đuôi vuông nè mọi người thấy không? Đó xuất sắc luôn. Dễ thương anh ha. Thằng lằn đuôi béo của con của mình á. Trời ơi. Phải đuôi vuông. Đúng không? Người nó ngáy tại em lên chụp cái mình. Đúng rồi đó. Hai anh bỏ hai cái nách lên chụp cái mình được. Bỏ nổi không? Bỏ nổi. Ý là nó chỗ rồi mới bay. Em chỉ bỏ em bay lên đứng ra thôi à. Đứng tại chỗ chụp mình à. Đứng tại chỗ. Đúng rồi đứng tại chỗ. Rồi. Cảm ơn giấy cho mẹ. Cái tay ra rồi. Cái tay luôn. Cái này cao. Cái này để cái nắp đi. Ok. Đó.
Ai cầm mới để em. Đây để em lấy cái gì. Ồ. Trời ơi. Trời ơi. Xuất sắc luôn. Rồi tới chương trình mấy anh sao muốn nhảy đây. Hôm nay mưa quá. Mấy anh sao muốn nhảy đây nè. Trời ơi. Mua lại cả nhà ơi.